Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Nếu trong nhà bạn đang có phòng trống mà bạn chưa làm gì với cái phòng trống đó cả và bạn đang muốn kiếm thêm tiền từ cái phòng trống đó bằng cách cho thuê, cho dù là cho thuê Airbnb hay là cho thuê người đến để ở share phòng với bạn, thì đây là video dành cho bạn. Mình sẽ chia sẻ với bạn hai cái mẹo để các bạn có thể kiếm thêm tiền từ cái phòng trống trong nhà của mình. Mình đã cho thuê cái phòng trống trong nhà của mình ở Washington DC và mỗi tháng mình kiếm hơn 2.760 đô la mỗi tháng cho cái phòng trống của mình. Và mình tin chắc là các bạn cũng có thể làm được như thế, thậm chí là nhiều hơn nữa. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả các cái bí mật, các cái bí quyết đằng sau cái việc cho thuê phòng trọng này để các bạn có thể lựa chọn cái cách tốt nhất cho mình và làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất mà an toàn và ít làm việc nhất. Trước khi mà mình đi vào kỳ chuyện cho thuê phòng trọng trong nhà như thế nào và làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền nhất từ cái chuyện cho thuê phòng trọng của mình, thì nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì channel của mình là làm giàu ở Mỹ và tập trung vào ba chủ đề: tăng thu nhập, giảm chi phí, đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu đó là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm để làm cho cuộc sống ở Mỹ của các bạn tốt đẹp hơn, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Mình ra video vào mỗi ngày. Thì nếu như mà các bạn đang sống ở Mỹ thì các bạn biết á, là cái chi phí nhà cửa là cái chi phí đắt đỏ nhất, gần như là 30-40% thu nhập của mỗi hộ gia đình là dành cho trả tiền cho chi phí nhà cửa của họ, cho dù đó là chi phí trả mortgage hay là chi phí tiền thuê nhà hay là chi phí các cái khoản bảo hiểm, các cái điện nước liên quan đến nó, thì chi phí đó cực kỳ đắt đỏ. Vì vậy, mình luôn luôn nghĩ đến cái chuyện làm sao mình phải kiếm được tiền từ cái căn nhà của mình và làm sao mình có được cái nguồn thu nhập đó ổn định để nó giúp trang trải các cái chi phí nhà cửa của mình, đặc biệt là cái tiền mortgage. Và trong những ngày vừa rồi ấy, thì mình nhận được rất là nhiều email của các bạn hỏi là bây giờ các bạn có nhà và đang có hai phòng trống, hai phòng ngủ trống, một phòng bathroom trống, làm sao để cho thuê để kiếm được nhiều tiền nhất. Mình rất là ngạc nhiên là nhận được rất là nhiều email của nhiều người hỏi là mình có phòng trống ở trong nhà mà không làm cái gì cả, mà bây giờ làm sao để cho thuê hoặc là cho thuê trên Airbnb hoặc là cho thuê bình thường để mình có thể kiếm được tiền để trang trải cho những cái chi phí mortgage và những cái chi phí khác. Thì trong cái video này mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách, và các bạn chỉ cần làm một trong hai cách này thì các bạn sẽ kiếm được một cái số tiền rất là lớn để phụ vào các cái chi phí nhà cửa của các bạn ở Mỹ. Thì như các bạn cũng biết á, là mình đã cho thuê nhà và cho thuê phòng ở trên Airbnb 6 7 năm nay rồi, và mình nghĩ đó là một cái cơ hội kiếm tiền rất là tốt ở Mỹ, đặc biệt đối với những người mà đã mua nhà ở Mỹ và trong nhà có phòng trống. Nếu mà nhà của bạn không có phòng trống hoặc là không có bởi vì gia đình của bạn đông cho nên là ở các phòng ở trong nhà, mà thì mình cũng nghĩ rằng các bạn nên sửa sang lại nhà của mình, xây thêm một tầng, xây thêm mở mở rộng ra ở phía sau, mở rộng ra ở bên cạnh như thế nào đó để các bạn có được một hai phòng trọng ở trong nhà và cho thuê nó trên Airbnb thì sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Và trong cái video này thì mình sẽ làm luôn cả hai cách. Cái cách thứ nhất là cho thuê trên Airbnb để kiếm được bao nhiêu tiền, và mình sẽ cho các bạn xem kỳ phòng của mình cho thuê Airbnb là như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền và có những cái bí quyết gì, có những cái mèo gì để mình có thể cho thuê ở trên Airbnb một cách đầy đủ nhất và kiếm được nhiều tiền nhất. Thì đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu mà các bạn sau khi thấy cái cách đó là không phù hợp với mình vì một cái lý do gì đấy mà các bạn chỉ muốn cho thuê phòng bình thường thôi, thì làm sao để có thể tìm được cái người cho thuê phòng bình thường tốt và cho thuê lâu dài và có một cái nguồn thu nhập tốt, thì mình cũng chỉ cho bạn cái cách thứ hai đó luôn, để các bạn nếu mà muốn làm Airbnb thì làm, còn nếu không thì làm nhà bình thường. Ok. Alright, bây giờ cách đầu tiên là cho thuê trên Airbnb, thì mình sẽ dùng cái ví dụ là cái nhà của mình để mình chỉ cho các bạn thấy rõ là cái khả năng của nó là như thế nào và có những cái điều gì mà các bạn cần lưu ý. Thì bởi vì mình ở Washington DC là mình ở một cái thành phố rất là nhiều khách du lịch, và mình ở ngay trung tâm của Washington DC,
rất là gần với downtown và rất là gần với convention center, thì là cái khu của mình nó rất là nhiều người đến du lịch và rất là nhiều người đến ngắn hạn, bởi vì là gần cái convention center cho nên là nhiều người người ta phải đến dự hội nghị ở đó, cho nên là người ta đi vài ba ngày, năm hai ba ngày gì đó, thì nhà mình cách đó chỉ khoảng vài block thì rất là tiện, cho nên là mặc dù mình có một cái phòng ngủ rất là nhỏ, rất là hẹp và một cái phòng tắm thừa, thì mình đã cho thuê ở trên Airbnb được 6 năm nay rồi, và đó là cái cách mà mình kiếm rất là nhiều tiền, và chuyện đó nó giúp mình chi trả cả cái chi phí nhà cửa ở Mỹ 100%. Mình không hề bỏ tiền túi ra để trả cho cái chi phí nhà cửa của mình. Nói như vậy không có nghĩa rằng nếu như mà các bạn ở các cái thành phố nhỏ hơn, ở các cái thành phố không có nhiều khách du lịch thì không có cơ hội, thành phố nào bạn cũng có thể cho thuê phòng trọ ở trên Airbnb cả, miễn là cái phòng của bạn nó ở trong một cái trạng thái không có tồi tệ lắm, nó cũng khá tốt, nó mà bạn có thể sửa chữa lại, sơn quẹt lại và trang bị các cái thiết bị lại trong phòng để cho nó tốt đẹp, thì bạn vẫn có thể làm được cái này, và mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đó, làm sao để các bạn biết là cái thành phố bạn, nơi bạn ở vẫn có nhu cầu ở trên Airbnb, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đó luôn. Thì bây giờ để mà giải thích một cách cụ thể thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái phòng trọ của mình đang cho thuê ở trên Airbnb là như thế nào, để các bạn có thể là có được một cái hiểu biết, và qua có thể nếu mà kinh phong như vậy làm cũng được thì nhà của mình chắc làm cũng được, bởi vì mình nghĩ có ví dụ thì sẽ dễ hình tượng hơn. Thì các bạn thấy ở đây là cái phòng của mình cho thuê ở trên Airbnb, thì các bạn nhìn nó rất là đơn giản, cái phòng ngủ này các bạn thấy nó rất là nhỏ, nó vừa để được một cái giường queen, và ở bên này á thì là nó để một cái ghế nhỏ nhỏ, đây là cái cửa sổ nhìn ra ở phía sau. Đấy, kế bên này á, thì nó chỉ vừa đủ một cái khoảng trống để vừa để được một cái nightstand. Mà thật ra ở đây á, là mình cũng đã thay bằng một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ, bởi vì ban đầu thì mình không có cái tủ lạnh ở trên này, nhưng mà sau đó mình thay một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ bởi vì mình thấy á, là khách người ta thích có một cái tủ lạnh riêng biệt như vậy, thì mình có cái tủ lạnh vừa đụng ngay cái nightstand này luôn, sau đó cái đèn nó vẫn để ở trên này, thì bạn thấy rất là nhỏ, ở đây là cái cửa rồi, cho nên là nó vừa đụng một cái giường, vừa đụng một cái giường thôi, chứ nó cũng không lớn hơn được bao nhiêu cả. Xong rồi cái cửa này đóng á, đóng cửa này là đụng là gần đụng cái chân giường luôn rồi, nó chỉ cách ra có một chút thôi. Thì các bạn thấy cái phòng đây là nguyên cả cái phòng như là như vậy. Đấy, đối diện với cái giường á thì các bạn sẽ thấy á, là có một cái closet nhỏ nhỏ. Thì đây là cái closet rất là nhỏ, bạn thấy hầu như là không thấy được luôn, đúng không? Cái closet là cực kỳ nhỏ, nó chỉ đối diện cái giường có một chút đó thôi. Cái phòng tắm thì nó rộng hơn, đây là cái phòng tắm. Thì là cái phòng tắm á, thì là nó rộng hơn một chút, nhưng mà cũng rất là nhỏ, và cái phòng tắm này thì nó sát ngay bên cái phòng ngủ, và nhưng mà nó từ phòng ngủ thì đi qua phòng tắm là phải đi ra cửa, xong rồi phải đi qua cái cửa khác, chứ nó không phải là cái phòng tắm nằm luôn ở trong phòng ngủ, thì không phải, nó là đi qua từ phòng ngủ. Hai cái này nó nằm sát nhau, thì đó bạn thấy cái phòng tắm nó cũng không có, nó cũng lớn hơn cái phòng, nhìn có vẻ rộng rãi hơn cái phòng ngủ một chút, nhưng mà nó cũng rất là nó cũng vừa thôi, chứ không có rộng rãi như cả, và nó là hai cái phòng tắm và phòng ngủ riêng biệt, nhưng mà nó nằm liền với nhau và chỉ dùng riêng cho khách thôi, chứ trong nhà mình thì không sử dụng phòng tắm và phòng ngủ này, trong nhà mình hoàn toàn không sử dụng phòng tắm phòng ngủ này, cho nên cái đó là dành riêng cho khách, và cái đó rất là quan trọng. Cho nên các bạn thấy á, là trên cái listing của mình á, thì mình cũng viết rõ là private bed and bathroom, và mình cũng nói rõ á, là cái này là convention center, nằm gần cái convention center và downtown DC, để người ta biết, bởi vì cái địa điểm là cái quan trọng nhất, và mình cho thuê được nhiều thì thật ra cũng nhờ vào cái địa điểm của nó là gần convention center, nhưng mà mình nhắc lại là không hẳn là chỉ thuê được là bởi vì nhờ cái địa điểm. Các bạn có phòng trống ở đâu các bạn cũng có thuê được cả, các bạn chỉ cần thử một tháng, hai tháng, 3 tháng thì các bạn sẽ biết được là cái nhu cầu của nó là bao nhiêu. Và các bạn thấy ở đây là bởi vì mình cho thuê cái này gần 6 năm nay rồi, gần 6 7 năm rồi. Và ở đây mình có đến 376 cái review, và trung bình cái review của mình là 4.75. Tức là 4.75 trên 5 là rất rất là cao.
thì là những cái người mà người ta đến ở đây á, thì ví dụ ở đây là các bạn thấy thân hình của mình là host, thì mình có được á, là 1.216 review rồi, nhưng mà những cái review này là cho nhiều cái listing khác nhau, và cho cái phòng này á, thì mình chỉ có được 363 cái review thôi, và cái score của nó là 4.75. Và bạn thấy ở đây một đêm á, là bởi vì bây giờ mùa nó đã chuyển qua mùa thu và gần qua mùa đông rồi, thì mình chỉ có là 92 đồng một đêm thôi. Còn mùa hè và mùa mùa đến mùa hè và mùa xuân là cái mùa hoa anh đào ở DC á, là cái phòng này mình cho thuê 120 đồng một đêm, mà vẫn không bao giờ có một ngày nào là không được thuê cả. Cho nên một tháng á, là mình kiếm trung bình á, là cũng gần 3.000 một tháng, cho mỗi năm, tháng nào trung bình cả năm là mình kiếm 3.000 một tháng, tức là một năm mình kiếm được 36.000, là gần như là đủ trả hết tiền mortgage rồi, chưa kể cái basement là mình cũng cho thuê nhiều hơn nữa, bởi vì cái basement thì nó rộng hơn, nó có phòng khách riêng, rồi nó có lối đi riêng biệt, thì là mình cho thuê nhiều tiền hơn, cho nên mình kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Bởi vì vậy cho nên là những cái khoản tiền chi phí trong nhà, tiền mortgage là mình đều dựa vào cái thu nhập từ trên Airbnb này để mình trả cả. Thì khi các bạn nhìn vào các cái hình này á, thì các bạn cũng thấy á, là mình cũng cho người ta xem những cái hình của phòng khách, phòng ngủ, và đây là cái khu mà mình ở. Thì ở đây mình khu mình ở thì nó cũng rất là tiện, bởi vì nó gần metro. Đi từ metro đến là chỉ khoảng 4-5 block thôi, là đi khoảng 10 phút là đi bộ là tới metro rồi. Rồi cũng gần siêu thị, rồi cũng gần nhà hàng. Thì mình cho người ta thấy như vậy để nó để cái yếu tố mà tiền á, là quan trọng nhất. Thì bởi vậy cho nên mình cho thuê được. Thì khi nhưng mà khi mình thuê như vậy là mình chỉ cho thuê cái phòng ngủ và cái phòng tắm này riêng biệt cho khách thôi. Khách không có được sử dụng phòng khách với là nhà bếp của trong nhà mình, bởi vì phòng khách và nhà bếp là chỉ để riêng cho gia đình mình dùng thôi. Và cái đó là khi mà bạn thuê thì bạn cũng sẽ nói rõ trong cái listing của bạn, ví dụ ở đây là cái listing là mình viết như vậy, xong rồi cái location là quan trọng nhất, rồi những cái amenity trong nhà là như thế nào, parking ra làm sao, giới thiệu mình là người như thế nào, xong rồi check in check out thì ra làm sao, và đấy á, thì người ta cũng nói là guest access, tức là chỗ nào trong nhà thì guest có thể sử dụng được, chỗ nào thì không. Mình cũng nói rõ luôn là guest không có được sử dụng những cái khu vực chung ở trong nhà như là phòng khách, nhà bếp và những cái khu vực chung khác, họ chỉ được vào cái phòng ngủ và cái phòng khách của họ thôi. Thì đó là cái rất là quan trọng để mình nói rõ như vậy để khỏi có sự hiểu nhầm. Khi mà họ đến nhà mình họ ở lại vài ba đêm á, thì là họ chỉ ở trong phòng khách và trong phòng ngủ và phòng và sử dụng phòng tắm của họ. Và mình cho thuê như vậy mình cũng rất là thích, bởi vì là những người mà đến thuê phòng của mình ở đây á, là họ đến DC 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Nhưng mà mục đích của họ đến đây là họ đi du lịch hoặc là họ đi hội nghị cả ngày cả đêm, là họ ở cái trung tâm convention center đó 10 11 giờ họ về họ ngủ, sáng ngày mai 8 giờ là họ đi lại rồi. Nếu họ lên đây họ đi du lịch thì cũng như vậy, 8 9 giờ là họ đã ra khỏi nhà, xong rồi 7 8 9 giờ tối họ mới về họ ngủ. Cho nên là nó rất là khỏe, mình không bao giờ mình làm việc ở nhà 24 trên 7. Mình không đụng chạm gì cả. Cái giờ mình làm việc ở nhà là họ đã đi ra khỏi nhà rồi. Cái giờ mình xong việc thì họ mới về. Có nhiều khi là họ 11, 12 giờ khuya họ mới về. Cho nên là cho thuê như vậy nó rất là tiện. Và đến khi mà người ta ra vào á, thì bởi vì mình làm việc ở nhà liên tục cho nên nó tiện cho mình. Nếu như bạn không có làm bạn đi làm việc thì cũng sao, chẳng chẳng có sao cả. Bởi vì là bạn nói rõ những cái quy định trong cái cho thuê của mình thì là họ sẽ tuân thủ cả cái quy định đó. Nếu mà họ không tuân thủ cả cái quy định mà của bạn cho thuê, mặc dù bạn đã nói rõ ở trên cái listing của bạn rồi á, thì bạn có thể là từ chối không không cho người đó thuê nữa. Cho nên là mọi chuyện nó sẽ rõ ràng. Và như vậy các bạn thấy á, là khi mà các bạn thấy là những cái review của mình á, thì nó rất là tốt. Và bạn thấy ở đây này, là thằng 9, thằng 10 của mình là kỷ lịch luôn rồi. Thằng 9 là mình kỷ 100%. Thằng 10 á, là coi như mình cũng gần như là kỷ 100%, chỉ còn một vài ngày mà nó chưa thôi. Tháng 11 bạn thấy mình kỷ cũng gần như một nửa rồi. Cho nên là nó và trong tháng 2 là không, cả thằng chị này là mình chưa có một ngày nào rảnh ở cái phòng đó cả. Chưa có một ngày nào rảnh. Thằng 10 này là bởi vì nó còn một vài ngày trống, nhưng mà mình nghĩ sắp tới là nó cũng sẽ thuê hết thôi. Cho nên là nó liên tục, nó cái nguồn thu nhập từ cái căn phòng trống đó là cực kỳ tốt.
cho mình, và các bạn thấy á, là review của mình là 4,75 trên 5 mà mình có đến 363 cái review đó, thì là tất cả những cái review là cực kỳ tốt. Bạn thấy là Cleanest là nó 4,8 trên 5, 4,9 trên 5, 4,9 trên 5, 4,8 trên 5, value là 4,6 trên 5, là bởi vì bạn thấy nó chỉ là một cái phòng nhỏ như vậy mà 120 đồng, 130 đồng một đêm, mùa đông á, nó cũng 8-90 đồng một đêm. Cho nên là người ta có nhiều khi người ta mắc quá thì người ta phải phải người ta cảm thấy là không có người ta muốn nó rẻ hơn, nhưng mà ở xung quanh ở đây nếu mà thuê khách sạn là 300 đồng một đêm rồi, mà khách sạn xung quanh mình cũng có rất là nhiều khách sạn cho thuê 300-400 đồng một đêm, đặc biệt là những lúc mà có những cái hội nghị lớn ở cái convention center đó, đúng không? Thì bây giờ nếu như mà bạn muốn cho thuê như vậy thì bạn phải làm sao? Thì cái bạn phải làm á, là nó tùy thuộc vào cái nơi bạn ở là nơi nào. Thì bạn phải đến cái trang web Airbnb. Bạn đến cái trang web Airbnb này và bạn muốn á, là list cái price, bạn muốn á, là hosting, đúng không? Thì ở đây mình không vào cái trang web này được bởi vì là cái tài khoản của mình nó đang ở đó rồi. Cho nên mình phải đi qua một cái website khác. Rồi, bây giờ mình vào một cái này ngay từ ban đầu. À, để cho nó đừng cái có cái tài khoản của mình ở đó. Thì bạn vào Airbnb ở đây. Rồi ở đây khi mà bạn vào như vậy, lần đầu tiên thì bạn thấy trên này nó có một cái nút nó gọi là Airbnb Your Home. Thì bạn click vào đây. Đúng không? Thì khi bạn click vào đây á, thì bạn người ta sẽ cho bạn á, là biết coi thử là ở bạn ở khu vực nào và có khả năng là tăng được kiếm được bao nhiêu tiền mỗi đêm. Thì thật ra là Airbnb rất là thích những cái người mà cho thuê phòng như thế này, bởi vì đó là cái lớn nhất của họ. Họ rất là muốn những cái người cho thuê phòng. Cho nên á, là khi bạn vào đây thì bạn thấy ví dụ mình đang ở Washington DC này, nhưng mà ví dụ bạn ở đây thì người mà hỏi mình những câu hỏi này mình không biết là các bạn ở đâu, nhưng mà ví dụ ở đây mình cho vào là Tampa Florida, mình biết ở Tampa thì có nhiều người Việt, đúng không? Và bạn ở đây bạn chỉ chọn là bạn muốn list một cái private room thôi, và cái private room này á thì là để bạn coi thử là nó kiếm được bao nhiêu tiền. Bạn thấy ở đây ở Tampa Florida mà bạn list một cái private room của bạn là một một bedroom thì 7 đêm là bạn cũng kiếm được là khoảng 385 đồng. Vậy là một tháng là bạn kiếm được 1.400, 1.500 rồi. Đúng không? Và bạn thấy đây là tất cả các cái private room ở Tampa, Florida này. Thì có cái thì kiếm 55 đồng một đêm, có cái là 161 đồng một đêm. Thì những cái ngoài này là nó gần mặt biển, chắc là như vậy cho nên nó kiếm được nhiều tiền hơn. Những cái ở xa xa ở phía trong này cũng kiếm được 41 đồng một đêm. Ở xa xa ở bên này cũng 47 đồng một đêm. Thì nếu mà các bạn ở trong những cái khu vực này thì chắc là các bạn sẽ kiếm được tiền nếu mà các bạn list cái phòng trọng của bạn lên như thế, đúng không? Thì đó là Tampa. Bây giờ mình làm thêm một cái nữa là Atlanta. Mình biết cũng nhiều người Việt mình ở Atlanta, cũng là private room này. Thì bây giờ mình sẽ cho người ta estimate là ở Atlanta thì kiếm được bao nhiêu tiền. Thì ở đây người ta Atlanta người ta cũng nói là trung bình là khoảng 55 đô một đêm. Thì bạn thấy ở đây nè, Atlanta nó rất là nhiều ở ở cả cái vùng rộng lớn như vậy. Nó có 37 đồng một đêm, nó có 42 đồng một đêm, nó có 40 đồng một đêm, nó có 79 đồng một đêm, nó có 51 đồng một đêm. Nó có rất là nhiều giá nhưng mà xung quanh là khoảng 50-55 đồng một đêm nếu mà bạn chỉ list một cái private room thôi. Và bạn thấy xung quanh cả thành phố Atlanta này rất là nhiều cả cái private room, đúng không? Thì bạn vào ở đâu mình chắc chắn với bạn là bạn cũng tìm được, bạn cũng thấy là có nhiều người kiếm được á. Ví dụ ở đây mình đi vào Orange County là cái khu nhiều người Việt của mình ở California. Ở đây private room mình cũng qua có thể nó estimate là bao nhiêu, thì bạn thấy là ngay lập tức là nó estimate là 78 đồng một đêm là đắt hơn này, bởi vì California thì mọi thứ nó đắt đỏ hơn. Thì một tuần là bạn kiếm được 546 đồng. Thì ở đây bạn thấy trên cái bản đồ này rất là nhiều nơi ở Orange County, từ Long Beach là cũng được 100 đồng một đêm, 117 đồng một đêm, 50 đồng một đêm. Xong rồi ở xa xa trên này cũng được 85 đồng, rồi tầng dưới này thì có luôn là 287 đồng. Thì rất là nhiều, ở đâu bạn cũng có thể kiếm được tiền bằng listing Airbnb cả.
Sau đó nếu như bạn quyết định bằng list thì là bạn theo cái này và là bạn cứ set up Airbnb setup xong rồi bạn log in, bạn có thể log in từ tài khoản Facebook của bạn hoặc từ tài khoản Google của bạn hoặc là bạn cứ log in bằng cái email của bạn và cái process thì nó rất là dễ cho nên là các bạn không phải lo gì cả. Cái người mà hỏi mình á thì là người đó nói á, là có hai phòng ngủ một phòng tắm thôi thì có hai cách. Cách thứ nhất là bạn list một phòng ngủ một phòng tắm, khách là dùng luôn cả một phòng ngủ một phòng tắm đó, còn cái phòng ngủ còn lại thì bạn làm việc khác. Thì bạn list như vậy để khách có phòng tắm riêng của họ, thì phần nhiều khách người ta thích cái chuyện như vậy. Thì bạn list một cái phòng ngủ và một cái phòng tắm giống như là cái mình list một cái phòng ngủ phòng tắm riêng biệt như vậy. Hoặc là nếu mà bạn ở cái khu, nếu mà mình có hai phòng ngủ và một phòng tắm như vậy mà mình ở DC á, thì mình sẽ list nó là thành hai cái listing khác nhau. Thì nếu mà mình là list như vậy á, là mình sẽ nói rõ để cho người ta biết là mình có hai cái listing, một cái phòng ngủ A và một cái phòng ngủ B, nhưng mà cả hai cái listing này share chung một cái phòng tắm và cái phòng tắm đó là share chung với là hai cái khách của từ hai phòng ngủ A và B đó. Mình đã thấy rất là nhiều những cái như vậy ở Washington DC rồi, đặc biệt là ở cái khu mà đông đúc khách nhất á, là mình thấy có ba bốn cái listing là như vậy, tức là trong đó người ta có cái nhà là có ba phòng ngủ mà chỉ có một phòng tắm thôi và người ta list thành ba cái phòng và share với một phòng tắm đó. Thì mình cũng đã thấy những cái như mình đã thấy những cái trường hợp như vậy rồi. Thì tùy vào cái khu vực bạn ở là ở đâu, ở khu vực đó nó có nhiều du khách không, nó có nhiều người không và người ta thường đến đó với mục đích gì, thì bạn vẫn có thể list hai phòng ngủ là thành hai cái phòng ngủ riêng biệt và hai phòng ngủ riêng biệt và hai và người ta nếu mà người nào book thì người ta sẽ share cái phòng tắm đó với cái khách còn lại. Nhưng mà bạn phải nói rõ cụ thể cái chuyện đó trong cái listing, trong cái mô tả của cái listing của mình để cho nó rõ, khỏi phải có những cái hiểu nhầm. Thì đó là cách thứ nhất nếu như mà các bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất từ cái phòng trọng của mình và nhà của các bạn cũng sạch sẽ, cũng gọn gàng, nhà của các bạn cũng tương đối chứ nó không có xuống cấp trầm trầm quá lắm. Và khi mà bạn làm như vậy á, thì bạn phải giữ nhà cửa rất là sạch sẽ, rất là thơm tho. Bởi vì là mình khi mà mình làm như vậy thì mình có khách đi ra đi vô hàng ngày thì nó sẽ nhà sẽ không có mùi rồi cũng không thể nấu ăn, không có vứt đồ bừa bãi được, nhà cửa là lúc nào mình cũng phải giữ gọn gàng. Thì đó thực ra là mình cũng ban đầu mình cũng thấy khó chịu nhưng mà dần dần thì mình lại thích cái chuyện đó bởi vì nó buộc mình phải giữ gìn nhà cửa cẩn thận và sạch sẽ gọn gàng và thơm tho cho nên là nó sẽ giúp cho mình có được những cái tính cách tốt đó. Thì mình nghĩ cái cách đó nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn nếu như mà bạn ở các cái thành phố mà nó có nhu cầu. Có nhu cầu hay là không có nhu cầu thì bạn phải làm thử thì mới biết. Chứ còn nếu mà mình cứ nói thôi mình ở thành phố ABCD gì đó chắc không có ai đến đây đâu thì là không đúng. Thành phố ở Mỹ này thành phố nào cũng có khách đi cả, bạn vào Airbnb thì bạn thấy thành phố nào cũng có cả cái listing cả và người nào cũng đã list như vậy thì họ cũng đã kiếm được tiền cả, thì bạn cũng có thể làm được cho nên bạn cứ thử như vậy. Thì đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, vì một cái lý do gì đó mà mọi bạn nói là không, mình không làm được như vậy, mình không có muốn người nào, mình không có làm Airbnb cho ba khách vào ở 3 ngày rồi lại đi, rồi người lạ vào nhà mình ở 4 ngày rồi lại đi, rồi người người lạ vào mình ở 2 ngày thì lại đi, chuyện đó mình không có cảm thấy thoải mái. Thì mình rất là hiểu có như cái chuyện mà thuê Airbnb này không phải là cho tất cả mọi người, người có người sẽ được có người cũng không được cho nên là không sao cả. Nếu mà bạn không chọn cái cách đó, à một cái nữa trong thuê Airbnb mà mình quên nhắc tới á, là mỗi lần mà khách ra khách vô thì phải có người quẹt dọn chùi rửa. Thì khi mà bạn tính phí á, là trong cái phần phí của Airbnb nó sẽ cho bạn set up một cái phí là phí cleaning, thì bạn thuê một người cleaning và ngày nào mà khách ra thì người cleaning đó tới, người ta chùi rửa tất cả, người ta thay ra thay nệm thay chăn. Thì cái phí đó nó từ 50 cho đến là 200 đồng một một lần như vậy, tùy vào cái nhà, cái phòng nó nhỏ hay là to hay là nguyên cả căn nhà hay là như thế nào đấy, thì cái phí đó mình trả luôn cho cái người cleaner.
thì mình không phải lo gì cả. Khách ra một cái thì có người cleaner tới, người ta làm, người ta set up lại, xong rồi khách mới vào thì là rồi mình share cái calendar của mình cho cái người cleaner để họ biết là khi nào có khách ra khách vào họ đến họ chui luôn. Cho nên là cái chuyện mà mình làm việc ở nhà á, thì là nó cũng tiền cho mình trong cái chuyện làm Airbnb này, nhưng mà nếu bạn phải đi làm việc hàng ngày thì cũng không sao cả, bởi vì khách ra thì đã có người cleaner đó tới clean rồi sắp xếp lại để cho khách mới vào rồi, bạn không có quan trọng gì cả. Nhưng mà trong nhà của bạn á thì là sẽ có người cleaner đi vào, xong rồi họ chui rửa, xong khách đi ra, thì là bạn sẽ có những cái setup trong nhà của bạn để bạn quen cho cái việc này. Alright, bây giờ cách thứ hai, nếu như vì một cái lý do gì đó bạn không muốn làm Airbnb, cái khu vực của bạn không có nhiều Airbnb hay là bất kỳ cái lý do gì, thì bạn vẫn có thể tìm người để cho thuê cái phòng trống trong nhà của bạn. Và bạn thường làm bằng cái cách nào, thì ở đây mình chỉ cho bạn một cách. Hiện giờ á thì mình thấy là bạn có thể list cái phòng trống trong nhà của bạn trên hai cái platform, mà một cái platform thì mình nghĩ người nào cũng sử dụng rồi, đó là Facebook. Thì khi mà bạn vào Facebook á, bạn sẽ thấy nó có một cái là Marketplace, thì bạn click vào trong cái Marketplace đó thì bạn có thể list được tất cả bạn muốn bán cái gì. Bạn trong nhà bạn thừa một cái nồi, một cái son, thừa một cái ghế, thừa cái sofa, hoặc là bạn muốn thay cái sofa mới, bạn muốn thay cái tấm rug mới, hoặc là bạn muốn bán cái nồi cơm điện, bạn cái gì bạn cũng lên Facebook Marketplace bạn bán được cả. Và trong đó càng ngày nó càng nổi tiếng, càng ngày nó càng thông dụng hơn á, là người ta thuê phòng, người ta cho thuê phòng, người ta tìm cho thuê phòng, người ta cho thuê nhà ở trên Airbnb, ở trên Facebook luôn. Và mình cũng làm cái này nhiều lần rồi, khi lúc mà những cái tháng mà mình đi mùa hè thì mình tìm người cho thuê cái basement của mình nguyên cả tháng. Thì bạn thấy ở đây là mình cũng đã list cái basement của mình là 2 phòng ngủ, 1 phòng 8, và một tháng mình muốn cho thuê 2.000, 2.200, xong rồi là mình cũng cho thuê được luôn. Rồi ở đây á, là cách đây 5 năm á, thì mình có mua một cái condo ở ngoài Maryland á, và cái condo đó nó có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm thôi. Và ban đầu mình mua là mình định cho thuê cả một cho một gia đình nào đó, hoặc là một một người nào đó cho thuê cái condo của mình. Cái condo ở ngoài Maryland mình mua thì khá là rẻ, chỉ trên dưới 150.000 thôi, và cái tiền mortgage của mình á, mà trả 20 năm á, thì nó còn khoảng là có 1.200, 1.300 gì à, là lúc đó thì mortgage nó còn đang rất là thấp. Thì khi mà các bạn thấy á, là mình cho thuê ban đầu là mình chỉ định cho thuê một nguyên cả cái condo đó cho một người, thì mình định cho thuê là kiếm khoảng được 1.500, thì lời một tháng lời được 200-300 gì đó, chủ yếu là để đầu tư và đợi cái giá condo nó lên. Nhưng mà sau khi đẩy thì mình mới phát hiện ra là mình có thể cho thuê thành hai người, một người là cho thuê thành hai người, một người có 1 phòng ngủ và hai người đó là share cái phòng tắm riêng. Thì hai người này là hai người riêng biệt, mình có thể cho thuê như vậy. Và nếu mà mình cho thuê hai người riêng biệt như vậy, mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ví dụ một người ở đây mình cho thuê 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, thì mình kiếm được là 1.000, và đây thì là cái phòng ngủ nhỏ hơn. Và sau đó cái người mà có được cái phòng ngủ master á, và nhưng mà cũng share cái phòng tắm với người kia, thì là mình kiếm được 1.200. Và sau khi đó mình list cái 2 phòng này lên ở trên Facebook Marketplace, thì ngay lập tức khoảng 2 ngày sau là mình cho thuê được luôn. Thì ở đây bạn thấy ở đây là mình cho thuê 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, và cái này là phòng master. Và cái khu mình mua cái condo đó là ở Ocean Hill ở ngoài Maryland á, thì là mình cho thuê 1.200, thì sau đó là mình cho thuê được liền. Thì ở đây bạn thấy đây là cái listing mà mình cho thuê, và các bạn thấy á, là cái thân của cái listing này, thì đây là cái condo. Thực ra là nó cũng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, chỉ có điều nó nằm hơi xa ở ngoài Maryland, thì là cái giá nó thấp, cho nên ở đây mình cho thuê được á, là cái này là cái phòng ngủ master, thì mình cho thuê được 1 phòng 2, 1.200 một tháng. Còn cái phòng ngủ nhỏ hơn thì mình chỉ cho thuê được 1.000 một tháng, và hai người phải share cái phòng tắm, thì đây là cái phòng tắm mà họ phải share. Thì là đây là cái phòng master. Thì các bạn thấy, nhưng mà khi mà mình cho thuê thì mình nói rất là rõ, mình nói là cái này là cái phòng ngủ lớn ở trong 2 cái phòng ngủ, 1 phòng tắm apartment ở Ocean Hill, Maryland, và phải share cái phòng tắm với cái người còn lại, người mà thuê cái phòng ngủ nhỏ hơn.
thì mình nói rất là rõ như vậy. Và khi mình thuê cái mình cho thuê cái này á thì mình bỏ lên Facebook thì một chưa tới một tuần sau là mình cho thuê hết cả hai phòng và mình kiếm được là 2.500 từ hai 2.200 từ hai người, thay vì nếu mà mình chỉ cho một người thuê nguyên cả căn apartment á thì chỉ được có 1.500 một tháng thôi. Thì làm như vậy á, là thay vì là lời chỉ được 400 đồng mỗi tháng thì tiền lời của mình lên thành là 800-900 đồng mỗi tháng, bởi vì mình cho thuê được hai người. Thì đó là cũng là cái cách để có thể bàn list lên ở trên app, ở trên Facebook. Và cho dù bạn cho thuê ở trên Facebook thì bạn cố gắng giữ làm cho cái căn nhà của bạn nó sạch sẽ, có người đến. Một trong những cái lý do mà mình không muốn cho thuê phòng trọ nhà mình ở trên Facebook á là khi mà bạn cho thuê người ở trên Facebook như thế này á, người ta tới ở đó luôn cả tháng hoặc là ở luôn cả năm thì họ phải sử dụng nhà bếp, họ phải sử dụng phòng khách, thì những cái nhà bếp và phòng khách đó bạn phải sử dụng chung với những cái người thuê phòng của bạn, thì mình không muốn cái đường chuyện đó trong cái nhà mình đang ở. Trong khi cái condo á, mình mua thì mình cho thuê luôn cả condo đó và mỗi người á, thì là có được một phòng ngủ riêng, thì hai người đó người ta tự ở chung với nhau, người ta share cái phòng tắm, người ta share cái phòng khách và người ta share những cái khu vực chung trong cái condo đó. Trong khi nhà của mình á, thì mình không có muốn người nào share cái phòng phòng khách hoặc là nhà bếp hoặc các cái khu vực chung cả, cho nên mình muốn cho thuê ở trên Airbnb nhiều hơn, bởi vì mình có những cái quy luật, những cái điều kiện như thế. Thì đó là bạn có thể cho thuê ở trên Facebook Marketplace. Một cái khác mà bạn cũng có thể cho thuê là bạn có thể cho thuê trên Zillow Rental. Thì ở đây khi mà bạn tìm cái này á, bạn cứ vào Google bằng gõ Zillow Rental hoặc là bằng gõ là list my rental ở trên Zillow, thì khi bạn click, khi bạn đặt Zillow list my rental á, thì bạn sẽ cái đầu tiên là cái Zillow Rental Network. Thì ở đây á, người bạn sẽ thấy á, là họ cho bạn chọn lựa là bạn manage apartment nhiều unit hoặc là bạn manage những cái một cả cái căn hộ nhỏ. Thì ở đây bạn muốn list cái property của bạn, thì cái này là một cái nhà, là một cái apartment hay là cả một cái phòng riêng, thì bạn vẫn có thể list được ở đây. Thì bạn click vào đây, ở đây người ta cho bạn option là list your rental, screen tenant, sign a lease, get paid, làm tất cả mọi thứ đều online cả. Thì khi mà bạn list ở trên này thì bạn cứ click vào đây để bạn list, bạn thấy người ta nói đó là list your property for free. Thì ở đây bạn list, bạn click vào xong rồi bạn sẽ tạo cái account, rồi bạn list cái phòng ngủ của bạn thôi. Thì đến khi mà bạn list đó, thì bạn cũng phải nói rất là rõ ràng là bạn chỉ list cái phòng ngủ và cái phòng tắm là share, hoặc là bạn list cái phòng ngủ và phòng tắm là riêng biệt nhưng mà ở trong nhà của bạn. Thì ở đây là cho thuê người, cho thuê dài hạn, tức là người nào thuê á, thì thuê đến ở nhà bạn cả năm hoặc là cả có nhiều khi là vài năm, nếu mà họ ở và mọi chuyện là tốt thì họ muốn cứ renew cái lease hàng năm thì người ta có thể ở nhà bạn vài năm. Thì thuê như vậy thì người ta phải sử dụng chung nhà bếp hoặc là cả cái phòng khách của nhà bạn. Thì nếu bạn thích bạn cái chuyện đó không sao cả, thì bạn có thể làm, bạn có thể cho thuê theo cái kiểu này. Mình có một người bạn á, là người đó ở Orlando, người đó mua một cái nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, và người đó cho thuê như thế này, người đó cho thuê 3 người riêng biệt thuê ở chung trong cái nhà này. Và khi ban đầu á, thì người đó ở đó một thời gian khoảng 3 tháng đầu tiên, thì trong 3 tháng đầu tiên á, là người đó ở một phòng riêng và hai phòng còn lại là cho hai người khác thuê. Sau đến khi ba xong 3 tháng đầu tiên đó thì người đó chuyển đi qua thành phố khác thì cho thêm một người vào thuê nữa là 3 người. Thì bây giờ bạn của mình ở một cái thành phố khác nhưng mà vẫn còn cái nhà ở Orlando và cho 3 người riêng biệt thuê và thu tiền cả 3 người riêng rẽ. Thì 3 người đó dùng chúng cả cái khu vực chung ở trong nhà, và làm như vậy á, thì bạn mình cho thuê như vậy là được 3.400 mỗi tháng, thay vì mà nếu thuê cả nhà cho một người á, thì bạn mình nói là chỉ khoảng 2.000, 2.200, 2.500 là cùng. Cho nên là thuê nhiều người thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Có nhiều bạn nói trời ơi, nghe đến cái chuyện mà cho thuê ba người khác nhau trong nhà của mình là chắc là điên khùng luôn, chắc là chưa nghe chưa làm nó đã thấy bệnh rồi. Thì đúng là cũng sẽ có chuyện, nhưng mà mình nói rồi, nếu như mà mình muốn kiếm thêm tiền, mình muốn muốn kiếm thêm thu nhập thì chắc chắn là mình phải làm thêm và chắc chắn là mình phải đi ra cái vùng an toàn của mình, thì nó sẽ có những cái vấn đề phát sinh, nhưng mà không có vấn đề nào là mình không giải quyết được cả. Và thật ra
ban đầu á, khi mà nó mà phát sinh mà một lần hai lần thì mình thấy nó to lớn, nó khủng khiếp, nó stressful lắm. Nhưng mà bà các bạn làm khoảng vài tháng là các bạn cảm thấy không còn vấn đề gì cả, nó giống như thử là bạn có nhiều khi là bạn phải nói chuyện với nhà hàng xóm của bạn, hoặc có nhiều khi là nước nhà hàng xóm của bạn chạy qua nhà bạn, hoặc là chó mèo nhà hàng xóm của bạn chạy qua nhà bạn thì bạn qua nhà hàng xóm bạn nói là kéo nước lại hoặc là làm như thế nào, không có chuyện gì to lớn cả. Thì mình nghĩ là do cái tư duy và do cái nhận thức của mỗi người và do cái cách thay đổi nhận thức của mỗi người thôi. Nếu mà các bạn muốn làm á thì các bạn sẽ làm được, chứ không có vấn đề gì là không làm được cả. Alright, vậy là hy vọng là mình đã chia sẻ các cái mẹo để cho thuê phòng trọ trong nhà trên Airbnb, hoặc là cho thuê phòng trọ trong nhà cho những cái người thuê bình thường đến ở chung trong nhà của bạn để họ trả tiền và góp phần thêm cho cái thu nhập của bạn, để bạn có thể chi trả các cái chi phí mortgage và những cái thu nhập và những cái chi phí khác để có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Nếu mà các bạn thích cái video này thì cho mình một nút like và cho mình một vài chữ comment. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh luôn để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.